Thưa quý vị, việc lùm xùm của Chủ tịch Tập đoàn FLC mới đây cho thấy, dù luật chứng khoán năm 2019 sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã tăng mạnh mức xử phạt, răn đe, nhưng tình trạng thao túng làm giá chứng khoán vẫn chưa thuyên giảm. Điều đáng nói, hành vi này lại được chính các lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nên ngày càng gây thiệt hại lớn cho thị trường và bức xúc cho giới đầu tư. Giới chuyên gia cho rằng không chỉ là vấn đề khung khổ pháp lý mà cần có giải pháp căn cơ khác để hạn chế tình trạng này. Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI cho biết, vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán là một vụ điển hình, nổi bật trong rất nhiều các vụ vi phạm khác trên thị trường chứng khoán. Ông Hải cho rằng, mấu chốt vấn đề ở đây là khâu thanh tra, giám sát thị trường hiện nay của Sở Giao dịch Chứng khoán cũng như là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn còn chưa đạt hiệu quả. Đáng chú ý, mô hình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam hiện nay là mô hình một thủ trưởng, nên các quyết định về nhân sự, thanh tra kiểm tra, giám sát, cấp phép do một người quyết định. Điều này là chưa khách quan và cần thiết phải có những cải tổ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hiện nay để tránh xung đột lợi ích. Bàn về khung pháp lý của thị trường chứng khoán hiện nay, luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, giám đốc công ty luật hợp danh Thiên Thanh cho rằng, cách xây dựng chế tài của Việt Nam cũng có những bất cập cho người thừa hành, bởi người xây dựng chế tài và người thừa hành dường như tách rời, không liên quan đến nhau trong quá trình xây dựng. Rõ ràng, chế tài xử phạt các hành vi trong lĩnh vực chứng khoán đang có những bất cập. Sự bất cập này do cách tiến hành xây dựng các quy phạm pháp luật có những hạn chế, nhất là các lĩnh vực mới, hình thức, giá trị và cách thức đều không tuân theo quy luật truyền thống. Do đó, thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thường xuyên tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng hay Sở Giao dịch Chứng khoán giám sát chặt chẽ các cổ phiếu có dấu hiệu giao dịch bất thường trên thị trường. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết sẽ kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân, nhất là các dấu hiệu thực hiện hành vi thao túng thị trường.